Xin nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh về giờ buổi sáng nào tiếng Anh của trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu. First of all, let me wish all the teachers and all the students health, happiness and success. Lời đầu tiên, chúc phép tôi được gửi tới quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. And just for the meeting today, let's come to the music sound. Welcome, Ngọc. Để mở đầu chương trình, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục nhảy hiện đại liên khúc mùa xuân. The streets grounded with people singing, and springtime is coming to town. Spring has come. Together we say goodbye the old year. Happy spring is everywhere now. Oh, oh. Here comes new year. Wish you the best. Wish your family best of luck. Oh, oh. Flowers in bloom. So welcome new year. Wish for a peaceful year to come. My mom. And the long breeze blow, the lion dance go, bada boom, so much fun. The children wish their grandparents tell them always be happy to celebrate the new year. Perfect day, this spring is better than the last one. For tune and well to everyone, sing along, hand in hand, life is great. Perfect day. Yeah.
So pretty, please clap your hands. Cảm ơn các bạn đã mang tới một trang phục ý nghĩa cho buổi sinh hoạt. Ladies and gentlemen, today we hold the English Speaking Day and launch the language English movement and establish and develop environment of blended English in your language school. I hope it will give all the members way to improve our English flow many interesting activities. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi sinh hoạt tiếng Anh, đồng thời phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong trường học. Thông qua các hoạt thú vị, mỗi thành viên sẽ có những cơ hội quý giá để cải thiện tiếng Anh của chính mình. Coming to the English Speaking Day today, we would like to introduce Mr. Bùi Ngọc Ẩn, our principal. Đến với buổi sinh hoạt tiếng Anh này, xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Ngọc Ẩn, hiệu trưởng nhà trường. Xin giới thiệu bà Huỳnh Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng nhà trường. Đặc biệt, chúng ta vô cùng hân hoan chào đón tất cả các thầy cô và các bạn học sinh yêu dấu của trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. At the beginning of the meeting, I would like to introduce Mr. Bùi Ngọc Ẩn, our principal, to present the learning English movement and establish and develop environment of learning English and your language in school. Trước hết, xin trân trọng mời ông Bùi Ngọc Ẩn, hiệu trưởng nhà trường lên phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng quá trình của trường học và sử dụng ngoại ngữ trong trường học. Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, để xây dựng môi trường học ngoại ngữ năm 2023-2024, hôm nay trường trung học cơ sở thị trấn Tân Châu tổ chức buổi trải nghiệm với chủ đề là English Speaking Day, phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học tập và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến, ngôn ngữ là văn hóa, là công cụ giao tiếp chủ yếu và quan trọng nhất của con người. Biết thêm một ngoại ngữ là mở ra một chân trời mới, kết nối con người với con người, nền văn hóa này với nền văn hóa khác, nền kinh tế này với nền kinh tế khác, và dân tộc này với dân tộc khác. Hiện nay, trong thời đại công nghiệp 4.0, ngoại ngữ giúp con người mở cửa bước ra thế giới để mở rộng tầm nhìn, nâng cao tư duy, giao tiếp, trao đổi và khám phá. Ngoại ngữ như chiếc chìa khóa vàng trong thời kỳ hội nhập. Tiếng Anh sẽ là chìa khóa vạn năng, tấm vé thông hành để chúng ta hội nhập và bước ra thế giới rộng lớn. Việc học ngoại ngữ trước hết là tiếng Anh trở thành yêu cầu cần thiết cho hơn bao giờ hết. Điều này không khó nếu chúng ta có quyết tâm. Ước mơ này sẽ thành hiện thực nếu chúng ta cố gắng. Thầy cô dũng cảm thay đổi tư duy, vượt qua những rào cản, trở ngại về tâm lý, gương mẫu học tập, rèn luyện, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh để truyền cảm hứng cho học trò. Các em say mê, kiên trì, mạnh dạn, hãy đặt mục tiêu và không ngừng phấn đấu. Chúng ta cùng cố gắng, chúng ta sẽ thành công. Thưa toàn thể thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến, đất nước càng hội nhập, ngoại ngữ càng đóng vai trò quan trọng. Ngoài trình độ chuyên môn, ngoại ngữ là điều kiện cần và đủ để chúng ta tìm ra một việc làm ổn định, tạo dựng sự nghiệp thành công. Sự chủ động học tập hôm nay sẽ có tương lai tươi sáng ngày mai. Với nhận thức và quyết tâm học tập, tin tưởng chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giảng dạy và học ngoại ngữ nói riêng của trường chúng ta sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Xin chúc các thầy giáo, cô giáo khỏe mạnh, hạnh phúc. Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi. Chúc phong trào học ngoại ngữ nói chung, phong trào học tiếng Anh nói riêng của nhà trường sẽ một ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much. We hope that you will have a very good environment of learning English and your language in school and have a great time with English Speaking Day. Xin cảm ơn rất nhiều. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một trường học tiếng Anh và sử dụng ngoại ngữ tốt hơn trong trường học. Hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời buổi sinh hoạt tiếng Anh hôm nay. And now, let's come
to the interesting activity today. Và bây giờ chúng ta cùng đến với các hoạt động thú vị của chương trình hôm nay. Good morning, everybody. I am Ngân, and this is Kim. Now, I would like you to enjoy the next activity of the English Speaking Day with the topic Tết Lunar New Year. Xin chào quý thầy cô và các bạn. Mời quý thầy cô và các bạn thưởng thức phần tiếp theo của chương trình buổi sinh hoạt tiếng Anh. Hey guys, can you get what the next part of the show is? Các bạn ơi, các bạn có thể ấn được phần tiếp theo của chương trình là gì không ạ? I would like to tell you that it is an interesting show about Tết holiday. Tôi xin được nói với các bạn rằng đó là chương trình rất thú vị về ngày Tết. Tết, also known as Lunar New Year Festival, is the biggest traditional festival in Vietnam. Today, I would like to invite all delegates, teachers, and all of you to watch some typical symbols of Tết holiday. Tết, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán, lễ hội truyền thống lớn nhất ở Việt Nam. Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn cùng xem một số biểu tượng ngày Tết. Tết is indispensable for beautiful customs. The following are typical customs from the region of Vietnam. Let's enjoy our performance. Ngày Tết có thể thấy được các trang phục đẹp, sau đây các trang phục đặc trưng cho các vùng miền của Việt Nam. Mời mọi người cùng thưởng thức phần trình diễn của chúng em.
tangible performance so much. Please clap your hand. Cảm ơn phần trình diễn của các bạn rất nhiều ạ. Xin một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Wearing new and beautiful clothes are one of our Vietnamese customs. Wearing new, beautiful clothes on the first day of the year is how to bring good luck through the year. Nói đến Tết, chúng ta ở trang phục đẹp, mặc quần áo mới đẹp là một trong những phong tục của người Việt Nam chúng ta. Mặc đồ mới đẹp vào những ngày đầu năm được cho là sẽ mang đến nhiều điều may mắn trong suốt cả năm. Hưởng ứng một sắc son rộng ràng, lớp 9 năm học chúng em có đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, cũng thiết kế hai bộ trang phục thật lộng lẫy để mang sắc son đến cho nhà nhà. Xin mời đại diện hai nhóm và hai người mẫu Tú Nguyên, Hồng Anh tiến về sân khấu. Model Hồng Anh's outfit color Long Xuân Thuận Lạc is harmonious combination of taffeta, brocade, silk, satin, chiffon and wavy lace on a round frame of fruit latents during that in particular you were creative by introducing the gym lag, the creator considered a totem of the resident of the Đông Sơn Crater period. Trang phục của người mẫu Hồng Anh có tên gọi là Long Xuân Thuận Lạc. Sự kết hợp hài hòa giữa vải gấm, vải lụa, vải phi bóng, vải van và rem đều gần sống. Trên khung tròn là các loại hoa quả, cành hoa và những câu đối không thể thiếu trong dịp Tết. Đặc biệt, các bạn đã sáng tạo bằng cách đưa chim lạc là loài sinh vật được xem là vật tổ của cư dân thời kỳ văn hóa Đông Sơn nhằm khắc họa tinh thần vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách. This is the beginning of peaceful and happy new year, bringing luck to your family and yourself for custom. That's why my group choose to make color red and orange to bring the atmosphere and create a new feeling for you. Ngày Tết là sự khởi đầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc, mang lại may mắn cho gia đình và bản thân thông qua trang phục. Chính vì vậy, nhóm em đã chọn hai màu chủ yếu là đỏ và cam nhằm mang lại không khí Tết và tạo cảm giác vui vẻ đến cho các bạn. With the custom name Tuyết Mai, Tú Nguyên and our group were inspired by Kenzo from Aslan, Vietnamese women. Với trang phục mang tên Tuyết Mai, Tú Nguyên và nhóm chúng em lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam xưa. With the symbol of the color fire and flower, combined nicely with the bright red color, it gives us the feeling of togetherness, love and joy in welcoming spring. Above all, an extremely prominent cultural future introduced by the group is the white dog. Với biểu tượng là loài hoa tuyết mai kết hợp nhuần nhuyễn với màu đỏ tươi mới tạo cho ta một cảm giác may mắn, hân hoan đón xuân. Hơn hết là một nét văn hóa vô cùng nổi bật được nhóm em đưa vào là nón white town. The two sleep have a gentle flowing good light butterfly wings but I know it's daily pay contribute to highlighting the elegant along with the poor joy of the Vietnamese woman in the prosperous society contemporary opinion. Hai tay áo mang vẻ ngoài nhẹ nhàng, làm thấm như cánh hồ điệp nhưng cũng không kém phần tinh tế, có phần tô đậm thêm sự tao nhã, thanh thoát. Cùng với đó là sự vui tươi trong sáng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến thời xưa. On behalf of our group, we wish our teacher good health to guide us to overcome the barriers and achieve many high achievements in the final exam. This is the last year of school at Thị Kinh Secondary School. We devoted all our enthusiasm to the design to send our teacher a big thank you. This is a happy new year, the best and wish our classmates. Our students always achieve good results in their studies and enjoy a warm, joyful and happy spring. Thay mặt nhóm chúng em, kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, để dìu dắt chúng em qua những rào cản kiến thức cao nhất, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cuối cấp là năm học cuối ở mái trường trung học cơ sở thị trấn. Chúng em dành hết tâm huyết cho mẫu thiết kế nhằm gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn sâu sắc. Chúc thầy cô năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và chúc các bạn học sinh chúng ta luôn đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, hưởng một mùa xuân thật ấm áp và vui vẻ, hạnh phúc. What do you see on our fashion model hands? The most typical dishes of Vietnamese people are bánh chưng và bánh tét. Please invite Thảo My and Thả Vi to give presentation about bánh chưng và bánh tét. Các bạn có thấy gì trên tay hai mẫu của chúng ta không ạ? Nói đến Tết, chúng ta nói đến thức ăn đặc trưng ngày Tết. Các bạn có biết đó là gì không ạ?
Món ăn đặc trưng nhất của người Việt Nam là bánh chưng bánh tét. Xin mời bạn Thảo My và Thảo Vy lên giới thiệu bánh chưng bánh tét. Good morning everybody, and it is me. Today I'd like to tell you about very traditional dishes of Vietnamese people on Tết. Bánh chưng và bánh tét. Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh. Chúng em là Thảo My và Thảo Vy. Hôm nay chúng em cùng đóng góp cho chương trình ngày hôm nay là phần trình bày về món ăn đặc trưng của ngày Tết của người Việt Nam chúng ta, đó là bánh chưng và bánh tét. When mentioning Tết, people will immediately think about bánh chưng. Bánh chưng is one of the most traditional food for the Lunar New Year in Vietnam. It's made of sticky rice, green beans and pork. All ingredients are wrapped inside a special leaf which is called lá dong. Each ingredient is chosen carefully to make the most delicious food. People usually cook cake with dry wood, cook in a large pot, and cook for about 8 to 12 hours. This long cooking time, it makes sure that the cake is liable. Bánh chưng và bánh tét are the same even ingredients in a long time process. Just a big difference about the shape and the wrapping leaves. As you remember, bánh chưng chưa lá dong với đồng hoàng, bánh tét and silicone shape is always flexible. Bánh tét with easy meat filling like pork or vegetarian or like dry banana. This cake mixed with rice gently round inside the filling must be the middle, the inside here will shape. The flavor, the chew bánh tét to that's the warm and familiar feeling with a house with Tết on the field. We hope you will enjoy bánh chưng và bánh tét soon. Thanks to Nguyên and Hồng Anh. Finally, we wish our teachers and all of you a great Tết holiday. Chúc mọi người sẽ sớm thưởng thức bánh tét và bánh chưng. Cảm ơn hai người mẫu Hồng Anh và Tú Nguyên. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ. Vietnamese people pay great attention to decorative flower for Tết. Apricot and pink blossom are two typical flower for Tết flower in Vietnam. Please, Khánh Đen and Minh Quân to give present about bánh chưng, about apricot and pink blossom. Người Việt Nam rất chú trọng đến hoa trang trí cho ngày Tết. Hoa mai, hoa đào là hai loại hoa đặc trưng cho hoa trang, cho hoa Tết ở Việt Nam. Xin mời bạn Khánh Đen và anh Quân lên trình bày suy nghĩ về hoa mai, hoa đào. Hello everyone, I'm Khánh Đen and I'm anh Quân. Now we're going to talk about pink blossoms and apricot blossoms. Vietnamese people love flowers very much. Among flowers, pink blossoms and apricot flowers are loved by many people during Tết and spring. Người Việt Nam vốn yêu thích hoa. Trong các loại hoa thì hoa đào và hoa mai là hai loại hoa được nhiều người ưa chuộng trong các dịp Tết đến xuân về. If pink blossoms are attached to northers, apricot flowers are attached to southers. Apricot flowers are easy growing, whether on dry sandy soil or rocky hilly soil. Apricot flowers still grow normally. Nếu như hoa đào gắn bó với người miền Bắc, thì hoa mai gắn bó với người miền Nam. Hoa mai thuộc dạng dễ tính, dù đất có khô cằn hay sỏi đá, thì hoa mai vẫn có thể sinh trưởng rất là bình thường. The apricot color is of course yellow. People love apricot because of that noble color. During Tết, people often keep blooms in their homes to get good luck for the whole year. Sáng mai tất nhiên là màu vàng rồi. Những người ô chuộng mai cũng những vì thứ màu quý giá ấy. Nhiều người cho rằng có thể dựa vào cây mai nở vào ngày Tết cũng có thể dự đoán được vận may của họ trong năm đó. If apricot blossom are the symbol of the brilliant yellow south, peach blossom and the deep pink on the north, peach blossom have become the unique feature of northern Vietnam. Nếu như hoa mai là biểu tượng của phương Nam rực rỡ sắc vàng, thì hoa đào lại là sắc hồng thắm của miền Bắc. Hoa đào đã trở thành nét riêng của miền Bắc Việt Nam. Each year, peach blossom only bloom one in spring. Peach branches also thinner and thinner than apricot trees. Mỗi năm hoa đào chỉ nở một lần vào mỗi độ sang xuân. Cành đào cũng mỏng và mảnh hơn so với cây mai. Peach and apricot blossom are the images of Tết, the soul of Tết that the year has passed and the new year has come. Whatever who go back and forth, he still remember his hometown family and come back during Tết, not forgetting to bring peach and apricot branches as gift. Hoa đào, hoa mai là hình ảnh của Tết, là linh hồn của ngày Tết quê hương. Hoa đào, hoa mai khoe sắc thắm báo hiệu
một năm đã qua, năm mới lại về. Dù ai đi ngược về xe cũng luôn nhớ đến gia đình, quê hương mà tìm về vào dịp Tết, không quên mang theo cành đào, cành mai về làm quà. Thank you for listening. The food giant in the basketball item during test. Next we come to the speak about the food giant. Món hoa quả là thứ không thể thiếu được trong ngày Tết. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần trình bày của các bạn về món hoa quả ngày Tết. Hello everyone, my name is Drum and this is Go Home. Today I would like to introduce you about our food train. I have some food here and I have some questions to ask you. Who can give the correct answer? You will receive a small gift. Xin chào quý thầy cô và các bạn. Nhóm em có một số loại trái cây vào ngày Tết của chúng ta. Sau đây nhóm em có một số câu hỏi. Bạn nào trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà từ nhóm mình. Are you ready? Can you tell me the name of this fruit? This is custard apple. How about this? Right.
Rose. Rất tiếc câu trả lời của bạn chưa chính xác. Không ai trả lời thì nhóm mình sẽ trả lời với bạn. The five portraits of the southern people. Mâm ngũ quả. The five portraits is an indispensable item during Tết. Do you know what it meaning? The five portraits, so according to the design, choose enough to spend. The design for a new year, full and prosperous, corresponding to five types of fruit with the specific taste according to the specific characteristic, the weather as well as climate. The five portraits of that holiday of the Southern people are clearly show the idyllic and rustic and witty. Each person has a different life and design, but they want to be full. Người miền Nam ta đầy mâm ngũ quả theo mong muốn cầu xuân vừa đủ xài, ước mong cho một năm đầy đủ sung túc. Tương ứng với năm loại quả đặc trưng riêng không bị riêng của khí hậu cũng như thời tiết. Người nhắc tới người miền Nam ta nói đến sự dân dã hớn hỉnh, mà mỗi người đều biết sự trong gia đình mong muốn cũng như cuộc sống khác nhau, nhưng tất cả trong gia đình ai cũng đều mong muốn sự sung túc đầy đủ. Thanks for listening. Today, I would like you to play the game named Wishbone. Now, I will tell you how to play it. I divide you into two teams, Team A and Team B. This is Team A and this is Team B. I whisper a message to the first person of both group A and group B. And the game will start when both players know the message and write on the board. The team with the first and correct answer will receive 10 points. Start a game over with the second student becoming the first in line. Now, are you ready? And let's play it. First, come here, please. First round. Please, quickly, quickly. Have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quickly, please, Team A and Team B. Yes, first is Team A. And yes, first in first round, Team A is in quickly and receive 10 points. Team A, queen. In the second round, quickly, 1, 2, 3. Right on the wall, please. Quickly, Mai and Cường. Please, 1, 2, 3. Yes, and Team B in second round wins. Have a very quickly answer. Now in the third round, 1, 2. Whisper to the next person in your round, please. Right on the wall. Quickly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is the letter? Oh yes, in the Team B, the queen just have a first and correct answer. You're so slowly. And fourth, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quickly, quickly whisper and write on the board. Yes. And teammates, write first. To me,
the first answer. Yeah, okay. Teammate in fourth round, Queen. And now, hey. Hey, babe. Okay, so I will check the answer of board group now. First answer, flower, yes, yes. Traditional, yes. Okay, so love money, yes. Business friend, yes. But I can feel that teammate right on the board first now and have one question. You can make the point like same. And the last round. Are you sure? Are you ready? Now, come here, please. It's very hard. Whisper, please. Whisper, please. Do you want me to repeat again? Okay, so. Yeah, round of applause, please, Timmy. Okay, so. Yeah. Round of applause, Timmy, please. Quickly, quickly. Oh my god. Okay, so who have first and correct answer? Team A or Team B? Yeah. Okay, so. Okay, Team A, are you okay? Okay, so. Yeah, board group know the answer and write on the board. But Team A is quickly more than Team B, right? So I will check the answer. Children often receive O. Is it not right? Lucky. What is it letter? I don't know, but yeah. Okay, so children lucky. Okay. So have the same because not have the letter received and the receiving he wrong, right? So have the same points in that row, but in the more before road, teammates, he have first and quickly answer. So teammate, please, please, have a clap for teammate, please. Teammate will receive me a gift. Oh, thank you very much. Okay, so. And now, goodbye everyone. Thank you for watching the game of our group, please. Thank you. Clap your hands, please, for our group. Happy New Year! That is not simple a holiday, is it a culture and habit of Vietnamese? There's a good trend for one to come back home after a lot of stress and pursuit of studying and working. I hope we will enjoy the wonderful of Tết holiday. Tết không chỉ là ngày lễ mà còn là nét văn hóa, thói quen của người Việt Nam. Tết là dịp mà mọi người có thể trở về nhà sau bao nhiêu căng thẳng, áp lực từ công việc và làm việc, từ công việc và học tập. Mong rằng chúng ta đều có một khoảng thời gian tuyệt vời của kỳ nghỉ Tết. This one of my friends. Now I would like all of you to come to a beautiful performance of group student in the song of Happy New Year. Các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức màn biểu diễn tuyệt vời của nhóm các bạn học sinh với bài hát Chúc mừng năm mới nhé. Thank you.
Lian told a goodbye shame to the DJ guy, I will as the teacher. Và đây cũng chính là lời chào thân ái gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. We wish all of you good heart, happiness and success. Thank you very much for your attention. Goodbye and see you again.